Hello, xin chào cả nhà. Bữa nay Hằng với anh Mía đi xuống khu vực suối của anh Phúc với chị Thủy nè. Tại hồi bữa nghe chị Thủy ngồi trên cái bờ đó, đó chờ Hằng. Mà đâu có biết Hằng vô lúc nào đâu mà chờ Hằng, nghe người ta hỏi ngồi đó làm gì. Thì nghe người ta nhắn cho Hằng nói hỏi chị Thủy ngồi làm gì. Thủy nói ngồi chờ Hằng. Trời ơi, mà Hằng đâu có nói Hằng xuống hồi nào đâu ngồi chờ Hằng. Hằng nói không biết, chắc hết quần, hết áo bận hay là lạnh không có mền. Tại mùa lạnh tới nè quý vị. Nên bây giờ bữa nay đi xuống coi cái bà đâu rồi. Rồi mấy chú mấy anh ở dưới đây nè, có cần mền nè, quần áo nè. Tại vì quần áo mùa lạnh tới, Hằng cũng nhận được một mớ đồ cũ, rồi mền đồ này kia. Đem xuống chứ hết mền này. Hết mền này, mùa này là chắc ở dưới đây hết mền này. Thủy ơi, Thủy hồ, Thủy làm gì vậy? Hả? Chửi gì hả ông cô nội? Chửi gì kìa? Cái gì chửi gì trời? Đi lên mẹ. Hằng nè. Chửi mẹ không mẹ? Cái nè, bữa kia kiếm lên trên bờ ngồi chờ Hằng người sao? Bữa nay nghe Hằng tới mà không có ra vậy chửi vậy? Ủa có mền rồi hả? Có mền, có đồ rồi chắc ai mới cho nè. Quá trời, sao cái mặt đen thui hết trơn rồi? Cái gì vậy? Đốt lửa hả? Đốt lửa nghe không à? Chị đi ơi. Sao vậy Hằng nè? Hả? Ăn con gì vậy? Cơm. Ăn cơm hả? Lấy thuốc lá cho chị. Đừng có chửi. Kìa, nè. Hồi bữa kia nghe ngồi chờ Hằng hả? Hả? Ngồi chờ Hằng hả? Không biết gì đâu. Có mền đắp rồi phải không? Ai mới cho mền vậy? Chị ơi, gì? Ai cho mền đắp vậy? Ai mới cho à? Không biết. Không biết. Đi cho ba gọn lắm. Nè. Nó vậy cho ba, chỗ ba nằm gọn lắm. Đừng có chửi. Biết chửi ai á. Nó gọn gàng lắm. Cái chỗ đây là để xà bông rồi nè, coi ba gọn gàng không mẹ. Đi lượm mấy cái bông rồi chưng lên vậy đó. À, cái tánh người gọn á, cho dù ở homeless cũng gọn nha, ngộ vậy nè. Đó. Cái gì vậy trời? Ai mà nghe mà chửi không sợ luôn á, thua. Đừng có chửi, làm ơn. Uống rượu cái gì vậy? Nghe mùi rượu không à? Phải rượu không? Có uống rượu không? Hả? Chửi kìa. Cái này bà cũng không bà. Ai bị điếc hả? Ok. Bà đang nghe đó, bà đang nghe ai nói cái gì á. Bà đang nghe bên thế giới bên kia chứ bà đâu nghe mình nói đâu. Phải không? Chị đâu nghe em nói đâu. Ngồi đi ra lấy đồ ăn rồi lấy quần áo gì ha. Có cần quần áo bẩn không? Một chút đi là. Một chút đi ha. Rất là phù hợp. Đồ ăn đâu có gì ăn đâu nè. Chỗ này không có gì ăn chứ. Đừng có đánh chị hả? Bà tự đánh bà đau lắm á. Không biết đánh ai. Ôi trời, được cái khăn đẹp quá. Rồi. Cái khăn màu hồng đẹp quá. Hình như có mùi rượu á. Phải không? Các bà uống rượu đúng rồi. Sỉn á. Kêu đi lấy đồ. Điên mấy ơi. Điên vô đi. Đi xuống mấy. Xuống đây à. Đó, đó. Biết chửi ai nữa. Bên đó chú Hóa có bệnh không ta? Chú Hóa ơi. Đi đâu mất rồi?
Coi bà chửi tục không đó trời. Mà chửi không biết chửi ai, chửi vậy đó. Chửi vậy thôi đó, không biết chửi ai. Giờ đi đặng ông Phúc coi có ông Phúc nhà không. Giờ chú Xuân nữa. Chú Xuân này kia nữa thì đặng hồi kêu ra tập trung. Lấy ba cái quần áo, lấy mền. Tại mùa lạnh tới rồi phải đem đi phát ở nhà, nhiều quá. Mùa hè đó thì không ai cần hết á. Nhưng mà mùa lạnh tới rồi phải bắt đầu cần mền rồi nè. Hôm qua người ta mới chở tới đó. Ủa ông Phúc dọn đi đâu mất tiêu hết trơn nữa thầy. Không có một tấm tre vậy. Nó hốt hết của hổng hả? Đâu đi lại coi. Ổng đi đâu rồi, không có nhà rồi. Đâu hốt đâu, ổng thích vậy đó, ổng thích nha. Bởi vì nói sao mà anh Phúc không có che liều được. Ổng không có thích che liều. Rồi che xong rồi cơn khùng nổi lên giật giục hết. Giật xuống à, sập luôn. Đó, rồi nằm chạy bãi ở ngoài chơi thôi. Đi rồi. Vậy là cái này bữa hổm người ta mới dọn nữa nè. Cái này bữa hổm người ta mới dọn nè. Người ta mới dọn sạch hết rồi. Cái bữa hổm người ta mới dọn. Hả? Nè nè. Đó ngủ rồi sắp cái mền chả vậy thôi đó. Chịu nổi Phúc cu tay chưa à. Coi đồ ăn của ổng nấu không ăn nè. Đâu rồi? Nè. Nấu á. Mấy cái đồ lon á. Ổng đem về rồi ổng đổ vô ổng nấu lại ổng ăn gì nè. Đó ổng ăn vậy đó. Giống như ăn chay đồ vậy thôi đó. Chứ ổng không có ăn. Nè đồ hộp nè thấy không. Ổng không ăn thịt ngộ lắm. Ông ăn đậu, ăn đồ bậy bạ vậy đó. Có dao nè, dao nhiều lắm nè. Đó. Để vậy đó. Trời ơi. Vậy là bữa hổm người ta mới dọn một đợt hết rồi nè ha. Dọn sạch bách luôn. Không biết đi đâu mất tiêu rồi. Đây nè. Đó. Bây giờ ông có lụa ông về cả đống chứ ông cũng xài ông dục trơn à. Cho ổng quần áo ví dụ như bận một bộ bận vậy đây ha, hai bữa sau có là ổng đi lượm khác không bận. Chứ nãy giờ ổng có lượm vô một đống bọc quần áo đi rồi cũng vụt ra chà bái gì đó. Đó chứ đâu có để cất để dành gì đâu. Thôi nè. Biết lấy con búp bê rồi lấy quần áo chải vô làm gì vậy. Thôi kìa. Không biết đi đâu rồi, có đi đằng ông Xuân đẳng không. Lượm vậy đó. Ok thôi đi mấy hai. Đi đằng chú Xuân ơi, có ổng mà đẳng không? Đó, sáng giờ đi đi bác sĩ. Rồi xong rồi cái về mà nghe người ta nói chị Thủy ngồi chờ hàng ở trên bờ. Hôm qua lận. Giờ sáng nay đi xuống nghe nằm chờ bãi đó có mền rồi. Chắc có lẽ là chờ, là nói chờ để xin mền, xin đồ. Cho nên người ta đã cho rồi. Lạnh tới nè. Giờ đi lại đây coi. Đi lại đằng ông Xuân coi. Mùa lạnh tới rồi mấy ông nội cứ chung ở dưới hốc á. Ở trong đám gừng, đám xoài vậy á. Rồi nằm vậy thôi à. Có nhạc, có trò về tùm lum nha. Có nhiều người lắm đang. Đang uống bia nữa mà không biết ai kìa. Đang đốt cái gì á. Đi đi đường kia đi. Đây nè. Không, đường này dốc không có cao. Đường đó mới dốc cao đó. Có uống rượu, uống bia rồi nữa. Bữa nay là tập trung tới đây rồi. Ừ, đi quanh cái cây này nè. Có nhạc nữa. Ai vậy? Ai mà có hát nhạc nữa vậy? Ai vậy? Ờ. Chú là chơi thôi hả? Chú Xuân hả? Ông Phúc có đi lại đây không? À, em biết ai. Ông Cường cũng. Vậy hả? Chú ngồi đây chơi thôi hả? Em về xuống chơi cho tâm ông Xuân thôi. Ờ, à, ôi là trời, mình nói ông Xuân nằm ngủ. Rồi giờ nướng này vậy hả? Nướng này uống bia hay này cành hả? Nướng rồi uống bia cắm trại ha. À, xuống chơi. Rồi đang mở nhạc. Trời ơi, bây giờ ông ngủ hả? Ngủ đâu? Đi đâu rồi ngủ vậy? Ôi là ông trời. Coi nè. Chú Sơn. Trời ơi quỷ thần ơi.
chơi và ngủ như chết á. Có nghe là thua liền luôn á. Quá trời rồi, đây là động Thiên Cung. Động Thiên Cung phải không? Hả? Đi ra ăn barbecue kìa, thấy chú kia nướng barbecue kìa. Ủa là trời, động Thiên Cung hả? Ừ. Sao giờ này con nằm ngủ? Đi nấu cái nồi mì để gì đi, chuột nó ăn rồi. Chú Sừng ơi, ngồi dậy coi. Ui là trời, ngủ ở trong cái đám sậy như vậy đó, gắn đít cái bò nó cắn chết sao? Không có. Hả? Không có. Không có hả? Không. Ai mà biết không có trời. Coi nào, dạ. Vậy ơi, ông cố nội ơi, đây là cái đám sậy. Dạ. Ở đám sậy, rồi mưa tới gã gì luôn hả? Mưa không biết. Hả? Không biết nữa. Sắp tới rồi nè. Vài bữa nữa mưa lạnh là mưa rồi. Tại vì mấy ổng muốn đi homeless. Phải không chú? Tại vì mấy ổng muốn đi homeless chứ đâu phải nước Mỹ cho đi homeless hồi nào. Chú cũng biết mà. Bên Việt Nam tưởng đâu là chú đi homeless đó hả? Đâu phải quay dính người ta dưới suối là tưởng đi homeless đâu. Tại vì đây suối là cái chỗ mà đi tập thể dục á. Đi tập thể dục, đi exercise. Rồi ngồi vậy nè, đi ra nè, bọc đồ gì vậy? Nè. Bọc đồ gì mà ôm đó vậy? Đâu. Tài sản giờ đem vô đó rồi đó hả? Đâu. Tài sản hả? Rồi ra đây coi. Hả? Mày cái tre đâu? Cái tre gì? Là gì? À, gì vậy đó? Ủa, đang khỏa thân hả? Hả? Đang khỏa thân hả? Chú Sương khỏa thân không biết ơi. Chú Sương đang chú Sương á, đang ngủ khỏa thân ở dưới suối. Ai ở dưới đó chú không biết hả? Kìa, ai mà đó không phải bạn chú à? Hả, phải bạn chú không? Đi ra coi phải bạn chú không? Bạn bạn nhậu hả? Ủa vậy chú nhậu mấy lon rồi mà nằm đó ngóc quơ ngóc ngoẻo rồi ông Cường đó rồi. Ai? Ông Cường. Ông Cường đi rồi. Đi vô bệnh viện nữa rồi hả? Không biết à. Cái ngón tay chắc cục nữa rồi, phải vô bệnh viện lại thôi. Trời ơi. Đi mấy bữa rồi mà không biết. Mấy ngày không đi đâu á. Đi mấy ngày rồi? Đã có. Mới đây hả? Gãy ngón tay không gãy, không có đi bệnh viện rửa không? Không biết nữa. Không biết hả? Vậy chắc đi đằng kia rồi đó, chút đi đẳng coi. Rồi đi ra đi. Ta làm đại. Đi ra đây nói chuyện nè, đi ra đây hỏi vụ mà bữa ông Tùng cũng chết có thiệt hay không đi. Tại vì người nhà người ta ha, kiếm kìa, không biết có chết thiệt hay chết giả. Ai? Ông Tùng á, đi ra đây hỏi. Đơ chết thiệt. Chết thiệt làm sao? Đơ luôn à. Chết nhưng mà chú thấy rõ ràng là ông chết không? Thấy. Chú thấy ông chết thiệt không? Thiệt. Phải ông Tùng không? Chắc ăn là ông Tùng luôn. Ừ. Hổng gài khoảng bao lâu rồi? Rồi cái đây cũng 2 tháng chưa? Tháng gần rồi. Gần 2 tháng rồi đó đúng không? Ừ. Là ông Tùng ông chết thiệt chú thấy. Chứ không phải là nói dốc. Mà nói dốc không? Không phải nói dốc phải không? Ừ. Hút thuốc lá không? Ngồi dậy đi ra đi. Đi. À. Rồi đi ra ngoài lấy đồ ăn, lấy quần áo gì không? Vậy. Ôi ơi. Sao mà mùa lạnh mà cởi trần ngủ? Không có áo hay gì? Rồi ra. Rồi rồi. Ừ. Ông Phúc không lại đây hả? Ai? Ông Phúc hả? Phúc à? Ừ, chắc đi lượm hay quá không thấy. Trời ơi, ông Trung vô trong cái đám sậy giống như là cái gì? Kêu bằng
kêu bằng cái thủy cung á. Biết thủy cung không? Phải thủy cung không? Này à, thủy cung. Cái này là thủy cung hả? Đó, giống như mấy cây sậy nó bẻ co co lại nè. Thấy hay không? Đó, giống như tổ chim nha. Đó, rồi mùa mưa tới rồi thấy cái cảnh nè. Con cho chú ngồi dưới đây ha. Ủa, ông Cường về đó phải không? Hả? À. Ông Cường ơi, ông nói chuyện với ai à? Ông Cường đâu? Ủa, bên ai qua ở tới bển này hả? Làm gì vậy trời? Cái ngón tay từ bữa giờ có đi bệnh viện gì không vậy? Tính đi, vậy có dồi rồi đi con khỉ gì nữa, có dồi rồi. Có dồi, đợt này chỉ có cắt dục luôn á chứ ở đó. Ồ, mới vô hồi bữa đó 3 ngày rồi nữa đó hả? Đâu có. Tiếp đi qua nó ở luôn đó, ăn cơm tháng rồi đó luôn. Cái gì? Nói gì đâu không à, đi lại đây hỏi coi. Có hồi đi ra xe à? Hồi đi ra xe có giày. Rồi cái giày hồi bữa mà tôi cho đồ ăn ở đây là bữa đó có đi vô bệnh viện không? Có chứ. Là bữa đó có vô nằm rồi hả? Ờ. Bữa đó vô nằm lại 3 ngày rồi nó bơm thuốc vô hả? Bơm thuốc vô rồi đỡ chưa? Mà cái ngón tay bữa nay cầm cây rồi. Mà nó co lại luôn rồi, ngón tay nó co lại chứ. Coi như liệt rồi, không ngay ra được. Bác sĩ nó ưng chơi vậy hay sao không biết tại sao rồi. Chứ tay mày đâu có bị cái bệnh gì đâu mà nó co lại. Không có bệnh gì hết, nó có cái bệnh đeo nhẫn. Vậy mà cũng đeo tiếp kìa. Đeo nhẫn mà bị bệnh gì? Ba. Thì coi như đeo nhẫn mà nhẫn chật cũng đem như nông đó là cái bệnh đó, bệnh đeo nhẫn đó. Vậy hả? Ừ. Vậy nó đoán biết ở trong cái tay. Đâu, đem lại coi, đem lại coi. Cái ngón tay nó cong lại không? Không dám chắc mà. Tại sao hồi cái bữa tôi ở đây thì tôi kêu ông đi bệnh viện là ông có đi vô lại đúng không? Đâu rồi đi vô lại nó gỡ ra nó rửa hả? Gỡ ra nó bơm thuốc vô. Hết 3 ngày ở chỗng. Rồi xong rồi đi về. Trời ơi. Đơn giày đá băng, nó đá băng cái đồ. Giày kìa, không có nội ơi, ok chút nữa ra đi tôi cho giày. Ôi làm trời. Rút này xịt vô nè. Đúng có xịt không? Vậy vậy mấy ngày nay có xịt không? Có chứ. Ông làm gì ông lấy dây ông quấn cổ nó thiết cổ chết nữa sao? Để nhảy dây đi, nhảy dây mà học. Nhảy dây quấn vô đó gỡ đâu có ra. Gỡ chứ. Đâu gỡ ra coi. Trời. Thắt cổ chết à. Bậy thắt cổ. Nó có cái cây cài của nó. Quần con sợi dây xong rồi kẹp nó lại. Trời ơi. Hồi thắt cổ chết. Đưa cho ông nói đi. Dây thắt cổ rồi. Cần thuốc không? Đâu cho thuốc à, cho nhận. Thuốc mà dễ gì mấy ông này không lấy à? Bỏ thuốc vào vụ nó. Nó cho cây. Cho cây luôn. Cho bắt sướng bán cái thằng bán đồ, bán lửa gì mà bán quẹt muốn cùi cái tay luôn, không chưa đỏ lửa là cái mua cho đi chơi. Cái dây dây gì cũng đi lượm quấn vô cổ, cái gì cũng quấn. Đâu, nó có cho thuốc uống không mà không uống? Thuốc mà ngón tay á. Phải uống nó mới mau. Mà giờ tính đi lấy thuốc là nó cho mày mắc cái to thuốc rồi. Trời ơi, cho to thuốc tại sao không mua liền tại ở đó? Tới cái giờ đâu có để ý đâu, cái phòng bác sĩ nó đóng cửa mà nó cho mình về á. Cha đâu có ai mở cửa đâu mà mua vô. Ừ. Phải đợi ngày mai mất thế trời bây giờ. Thì chạy thẳng vô bệnh viện xin thuốc uống luôn. Nó tao hôm lết mà đi mua thuốc cái gì thì nó cho luôn. Nó cho cái to thuốc mình vô trong đó mình uống có nhiều khi. Có nhiều khi nó không có bán thuốc trong đó mà sao mua. Đây kìa, cái ngón tay bự kia nông chiếc nhẫn bự này là đi đời nhà ma nữa nè. Nè, cái này mà không đi đời nhà ma thua liền nè. Gỡ thử đi. Anh lấy ngón tay nông ra đi. Tôi làm mechanical thợ hàng gì tôi làm được nó. Mấy cái này sao tôi làm được mà bác sĩ nó bị gì đó. Trời sắp chết nữa thấy không? Hả? Thì phải có chút xà bông nó mới ra. Nhưng mà cái tật gì phải đeo nhẫn vậy chi vậy? Đừng có đeo. Hả? Đừng có đeo. Đừng có đeo hả? Ừ.
Rồi cái tay đeo đó là cái bệnh. Vậy hả? Ừ, mấy cái ngón kia nữa gỡ ra coi. Xẹt ra. Gỡ ra hết. Chết nữa, chết là mấy cái này nè. Trời. Đó là cái bệnh đó. Vậy ừ, gỡ ra. Rồi, từ gỡ ra hết luôn cái hả? Cái đó là nhẫn giả gỡ ra dục hết, đâu có phải nhẫn thiệt đâu, đừng có đeo. Đeo nhẫn thiệt không? Cái này thiệt hả? Không, giả hết giả trơn. À. Đeo vô lỡ mình cắt hết bàn tay mình không còn một ngón thì sống làm sao? Trời ơi, không có gì hết, cái người ta chơi sao? Thì gỡ ra hết đi. Rồi. Gỡ dục ra. Rồi. Cái chiếc bự là sắp chết tới nơi nữa kìa. Sao chết được? Bây giờ chết không? Bây giờ ông đeo đi rồi ông nông thêm vài bữa nữa nó nở ra coi chết hay không. Nó bị chày da, cái chày da sao? Chày da là nó sẽ làm độc. Mình không chịu gỡ ra mình tưởng sao mà nó làm cái độc gì ghê vậy rồi. Nó nở cái nó quấn cái tay lại luôn á, cái miếng da nở ra. Tại vì dơ giấy ở dưới suối thì hả nó lỡ ra thì nó làm độc. Thôi dục đi đừng đeo nữa cho ông mía đeo đi. Thôi. Cho cái anh bên kia ông đeo kìa. Thôi. Anh đem nhẫn vàng một lượng của ông không? Nhẫn vàng một lượng của ông nội này nè. Đó. Không chơi vàng hả? Chơi hột sòn thôi hả? Hột đỏ, cái hột đỏ không? Ôi là trời, bây giờ lấy xà bông mình kéo. Coi ra ra không nghe mới nói. Rồi sao ra rồi. Anh Thục nó vô để cho có dính xà bông trong đó cái. Kéo không ra. Đẩy nó vô. Ừ đó rồi. Kéo ra coi. Đó, rồi dục bỏ đi đừng đeo nữa. Kìa kìa, ông thấy nó sưng chưa? Ông xèn ngón tay ra đi. Đó, nó có một đường như vậy luôn đó, sắp chết nữa đó. Rồi ghi rồi thả vô bệnh viện rồi nó nghỉ cắt cho rồi chết đó. Tại vì cái nhẫn đừng có đeo nữa, không phải nhẫn thiệt đâu. Nhẫn thiệt đâu có ai mà đem đi dục vậy cho mấy anh lộn đâu. Người vàng có khi có người vàng người ta khoe vàng của mình đó. Lại chồng vô tiếp. Bỏ vô túi quần. Còn mấy chiếc kia nữa, mấy chiếc ngón út đó là sắp chết nữa nè. Đó, ngón út nó chật rồi đó hết không ra. Không có khi để Bồ Tát cái tay mình nó khỏi bị dao rồi cắt khí gì sao không được sao không đúng đâu. Dao hay cái gì nó đè lên đó, nó che lại cũng đỡ xong rồi. Cái này hả? Đeo kiểu này hoài hả? Là cắt hết không còn ngón luôn lúc đó coi cùi lũi hai bàn tay lấy gì? Rồi. Ở đó mà đeo. Đang nhận cưới không à? Wedding ring nữa. Ngờ quên tình đang nhận cưới. Đang nhận cưới không? Dạ, đúng rồi. Chết Nga rồi. Nghe hoài mà chưa bữa nay mới thấy mặt. Thôi vậy hả? Đó rồi kiếm một người nào á mà kẹt vô cho rồi. Nhưng mà đem nhẫn kiểu đó là đem không được rồi. Đó rồi. Gỡ ra hết đi. Tính bỏ hết đó. Đeo lắc thì được nhưng mà đừng đeo nhẫn. Dạ rồi, không đeo nhẫn à. Ừ, đeo lắc thôi, giống như lắc đeo con tay nó bự bự á. Chứ nhẫn là không được đeo, tại vì đeo là cái ngón tay mình nó nở đó mấy anh ở dưới suối nó nở ra rồi khi các anh nông vô đó cái cố nông cho nó lọt vô ông nào cũng thích đeo nhẫn ngộ thiệt nó đeo nhẫn vàng xong tìm kim hoàng không á vàng hột sòn kim hoàng cái đâu kim hoàng mấy rồi sao nhà tôi có kim hoàng rồi ra hết rồi ha. Còn chiếc hột sòn ở đường dây á xem không gài khỏe chưa xem á mới tới đây chấp khỏe rồi cũng khá rồi vậy hai ngày hôm trước nó không khá giờ ngày hôm nay nó khá hai ngày hôm trước nó không khá bệnh như vậy mà gần sắp chết rồi vậy mà nó không có chịu kêu ông ba lên để đi bệnh viện ha mấy người này ngộ ha mà ông Cường này cũng còn khôn lắm ngón tay đau quá thì mò vô bệnh viện ông bạn á nó ở đó ở gần đó ông Cường cũng còn khôn nó kêu sáng sớm nó vô bệnh viện cho tới buổi chiều luôn đó nó được ăn buổi sáng buổi chiều buổi trưa xong buổi chiều về quán cà phê ngồi vô bệnh viện được ăn rồi được trị bệnh xong cái là buổi chiều về quán cà phê ngồi xong cái bệnh chạy vô bệnh viện tiếp sướng ha đó, ông chạy vô ha? Chạy vô express luôn thấy chỗ mình rồi đó để cho ở Mỹ sướng thiệt cái trời sướng ha đi về Việt Nam trước không? Việt Nam làm gì không? Đi mốt mấy củ khô với mấy củ sắn cái gì nấu ăn cũng được nữa. Bây giờ khoai sắn ở đâu ai cho mốt mà cứ nghĩ về cái trước không? Tôi có xe mướn xe mấy ta chở một xe đầy luôn á. Bây giờ ông Cường muốn đi về Việt Nam không? Muốn chứ. Đi Việt Nam cứ vợ không? Cũng muốn. Rồi giấy tờ thẻ xanh không còn mà? Còn chứ bà chị bà cho hứa cho tôi mà tôi đâu lấy thẻ xanh tôi có đúng rồi ông Cường không có bị lịch sư thẻ xanh nha bây giờ dẫn ông Cường về Việt Nam tút lại là ông tỉnh nè về bển thảy bển ông vài tháng ông sạch thiền nếu có người thân á tại ông có thẻ xanh mà thiệt bây giờ nếu mà ông có người thân ở bển nhận ông thảy ông vài tháng ở bển về nhà ông ba tôi
Ông ba ở đâu? Ba ở Việt Nam đó mà ba ở nhà mấy mấy người bà con á. Có được ăn tiền bệnh luôn á. Có mà, chuyển đây từ đây về đó luôn hả? Bây giờ muốn đi về chơi không? Ơi, mốt tôi đưa về bển. Muốn. Thôi nhưng mà ông phải đi lên bờ ông cai cho ông tỉnh táo đi. Ông lo đừng ở mấy này chơi mấy này bệnh quá đâu. Không đúng rồi, ông Cường này sách thảy về bển là không có đâu chơi, thảy về dưới quê anh. Đồng ruộng làm cái chùa ở hả? Không được mà đóng cái chùa ở không được. Này không có bây giờ ổng á mà đem ổng về Việt Nam thảy dưới quê vài tháng là ổng tỉnh bình thường lại liền. Tại dưới đó đâu có gì đâu chơi. Không cần. Ổng bị miễn sao ổng mạnh khỏe mua vé lên máy bay là được rồi. Đâu bệnh ôn thần gì đâu. Sợ lên máy bay nửa đàn chết đâu nào, chết đứng lên. Ổng sợ lên máy bay giữa chừng nó chết. Ê ông lên máy bay nó cất cánh ông sợ không? Không sợ mà lên. Đây nè bây giờ tiền của ông mỗi tháng 1.000 ông mót đi rồi mua đủ cái vé bay thì tôi dẫn ông về khỏi cần tiền xài, mua vé bay thôi. Rồi khi nào tôi có về Việt Nam tôi dẫn về bển, tôi thảy bển cho chơi mấy tháng là tỉnh liền à. Đi khi nào đi không? Ổng có giấy tờ không đi được mà. Thấy gì bển? Ở dưới quê trời chỗ ngủ mênh mông rồi ăn hả tràn lan luôn, cơm gạo thiếu gì. Ổng tỉnh táo lên là có một cô ngon lành liền, cô sồn sồn cỡ nhà ổng vậy đó. Hả? Ổng đồ đồ trẻ không hả? Mấy cha này kỳ lắm. Đó đó, cỡ như em rồi trở lên không là mấy cha cứ ngó vậy đó chứ mà nói mà cỡ như ổng chả không chịu. Đó thấy không? Ông cũng biết ý mấy ông này trơn. Không, ai cũng biết ý mấy cha nội này trơn á. Kêu cỡ mấy ổng đâu không chịu. Đúng rồi, mấy ông này toàn là thích gái đẹp không? Em biết mà, em tâm lý, em hiểu mấy ổng mà. Ông Hút cũng vậy đó. Ông Hút á là trời ơi mình ghép thử cho mấy người lớn lớn tuổi hơn cái gì coi cái là đừng mấy gái đẹp nữa làm chịu đâu là thà là nó ở không ở giá vợ đẹp là vợ đây nè Việt Nam á là đẹp đẹp hơn hẳn nhiều lắm mà về bển tuốt cho ông tỉnh mấy tháng là thiếu gì anh thiệt. Nhá đó ông có thẻ xanh mà ông đi rồi ông trở lại Mỹ được mà. Miễn sao cho ông về ông chơi vài tháng là tỉnh rồi. Cỡ này chơi vài tháng mà dưới quê mà có quỷ sứ gì đâu chơi. Rồi có đi ai đâu chở đi. Giờ đi qua biên giới gần tàu ở luôn á. Rồi đi Campuchia không hay là qua biên giới Campuchia ở đại đi. Ha. Qua Campuchia ở phải không? Campuchia gần hơn hả? Bây giờ chán ở cái con suối này rồi đúng không? Nè bây giờ hỏi thiệt nè, về bển là chịu thôi, chịu thiệt không? Chịu ở Việt Nam thiệt phải không? Vậy đó hả? Ok, vậy để bữa nào đó ông kiếm ông hỏi thẻ xanh đâu đi đưa tôi coi đi. Anh có tại thẻ ổng hồi bữa hổm không biết à, ông David làm giùm hả? Hổm David, ông David làm hả? Đâu có. Bây giờ ai giữ thẻ xanh? Bà chị mình đó. Bà chị hả? Thì có gì anh liên lạc đi cho thằng coi thẻ xanh còn hạn không? Hết hạn rồi, bà nói bà cho tiền đi làm gì nếu? Bà không làm. Phải làm mới đi Việt Nam được. Tôi xin vô quốc tịch mà mất gì làm thẻ xanh làm gì nữa. Tôi thi đậu rồi kêu giờ ngày tương thệ mà bữa bình hay đi đâu á mà không ở chung với ông già bà già mà không biết đâu vậy thì bây giờ anh phải mò lên đó anh lục lại cái hồ sơ mới được. Thì cố gắng đi đây mà cứ tiền bị dính ra bị cái gì ổng khôn lắm, đi tới đâu ổng cũng biết hết đó, ổng biết hết mà đâu có phải mà cần ai dẫn ổng đâu, ổng biết đi hết á. Bệnh là đi hết nổi là biết khôn lắm, đi vô bệnh viện không là mấy lần rồi đó. Ông đi bằng xe bus, ông khôn lắm, cái vụ ngón tay hổm á. Thằng đưa ông đi, ông không chịu. Ông nói thôi mệt lắm, mất công rồi, nói làm phiền nữa. Cái là bò đi xe bus mình à. Ông black jack không à? Rồi bây giờ ông gỡ, sao không có băng khác, ông gỡ ngón tay cho ông thay lại không? Có. Vậy sao ông thay đi? Thì sắp thay nè. Ôi là trời, thay rồi lấy cái nước đó người ta rửa, người ta lấy băng mới người ta quấn vô. Mà chưa hiểu, không hiểu sao thì những cái ngón tay nó sút xuống, cái xương thịt nó sút xuống rồi ngón tay lên nó đau rồi, không hiểu sao rồi. Chắc chưa học quấn vỏ xong á. Ông cái biết ông quên. Là ông trước tay gôn dài. Lấy chút nữa lên cho gì đó, cho vào đồ ăn chứ cho quần áo nữa. Đi chơi hết rồi. Đây mùa lạnh tới rồi nè. Mền. Quần áo. Đó, coi mấy cha nè, mền đâu có. Tối ông ngủ gì đây hả trời, lấy gì đắp trời. Ông Cường. Cái chỗ ông nằm đây hả? Thiệt hả? Nằm gì đây hả? Trời đài hả?
hồi đó có 3-4 cái giường mà nó đâu có ai ngủ đâu, cái rùi mũi nó thì tôi hỏi trời đài sao? Sao vậy? Hả? Nó vẫn nằm dưới rồi, nằm ở coi. Nằm ở dưới đây. Hả? Dưới đây cũng trời đài luôn. Rồi cái mền này hả? Xin bên bác đó, 3-4 cái luôn. Mà để đâu có ai đắp đâu cái. Thôi chút ra tôi cho cái mền khác. Mà đem ra đây rồi ông lùi dưới bụi bặm này thôi chứ cũng đắp cái gì. Rồi, đây nè, sắp sửa mưa tới rồi, đắp ở đâu, chạy ở đâu? Xin đi vô bố mưa, trời quả báo mỏ. Xin đi vô nhà mướn phòng ở rồi đi làm đi ăn với đồ, ai làm kiểu thì đó, ổng có tiền bệnh mà. Mà có cái tật bây giờ ở kiểu này mà ông cứu nội ai dám chứa. Tại vì vô ở mà cứ lôi gác về nhà người ta đâu có ai dám chứa anh. Mình đi làm cho biết làm tài lũ không? Ở triple A kitchen bác. Tôi đi lượm đồ rồi đem về, người ta sợ chết luôn, có ai đâu mà dám cho mướn. Mình đi làm với tài lũ mà cũng có làm thợ sơn, thợ đồ riêng với mấy cái khu ở đây nè. Cho nên phải tỉnh, đừng có đi lượm đồ thì được. Giống như chú Sơn á, ổng không có lượm đồ về. Mà có cái tật là la lên ma quỷ, rồi người ta cũng dám chứa. Còn ông nội này thì lượm đồ, ai đâu dám chứa. Ông nội này với ông nội Phúc lượm đồ. Coi lượm nè. Hả? Coi lượm đó. Này nướng hot dog á ha. Ê kìa, ăn hot dog không kìa. Nè nè, lại đây, anh này cũng có hot dog nướng nè. Quên cái địa chỉ tìm nè. Bây giờ đi, địa chỉ tìm mới xem. Rồi chú Sơn còn làm gì lâu vậy? Cho mấy người ăn đồ bán men đi cô, dùng cho mấy người. Vậy rồi, đang lục lục cái gì á? Đang lục lục cái gì vậy? Sắp xếp cái gì vậy? Đi ra coi, lụm gác hả? Ăn ơi. Có hai người đó mà nó. Đây kìa, ăn đi, mới nướng à. Thấy anh này cũng nướng nè. Anh ơi, có que đũa gì không? Hay ăn bóc đi. Bóc đại đi, que đũa gì? Rửa cây mà. Để khoan tôi coi ông vỏ tôi có miếng giấy không, tôi cho ông bọc lại. Không nóng đâu. Không nóng hả? À. Không nóng không? Ừ. Đâu quá. À. Hot Linh á. Hot Linh á. Ngon không? Ngon, có độ cho. Ừ. Kìa, ổng đem xuống nướng, ổng còn có bia nữa kìa, ổng đi cắm trại hả? Bia có mà. Ừ. Đó, anh kìa, để anh kìa. Để nè. Ổng bia kìa, ổng chỉ uống. Còn yên rồi nè. Coi như là chạy xuống hà chơi, ngồi nướng rồi ăn vậy ha, uống lon bia chơi, tập thể dục. Bây giờ em đem vòng vòng, bây giờ không gió mát cho tôi. Dạ. Cái này chắc được rồi. Mua đồ rồi cũng chẳng biết mua gì rồi. Không biết. Như là không tôi. Anh làm cái nghề này rồi chỉ giúp những người mà bệnh không hay gì thôi bệnh, chứ người không bệnh không giúp. Giúp chứ ai cần lắm. Cuộc sống đi làm đâu đó anh giúp hết á. Giống như là kiếm việc làm. Không, mình không kiếm việc làm thì nó... Vậy chứ giúp gì? Giúp cái gì? Hả? Giúp cái gì? Thì giúp cái gì á? Đến giờ giúp không giúp à? Bây giờ lại chưa biết thiếu cái gì. Mình coi cái địa chỉ đó. Anh phải đi làm thì thằng giúp được việc làm. Rồi kiếm chỗ ở đi làm. Ờ cái đó anh có rồi. Vậy thì thiếu tinh thần thôi. Vậy hả? Vậy thì anh muốn lên trên kênh này kiếm bạn không? Thôi, trời. Kiếm phụ nữ. Vậy vui hả? Kiếm bạn để nói chuyện, tại thiếu tinh thần mà. Phải không? Thì có bạn. Nếu mình lỡ mình tìm cái cô nào phải giống em mới được. Trời ơi, giống em thì lên đây đi, lên mạng đi. Rồi anh nói là phải tìm cô nào cũng giống Hằng vậy đó. Nói có. Thiếu gì đẹp hơn Hằng nữa. Chứ giống Hằng chuyện nhỏ hả ông Cường? Cái nghe đồn cái Hằng Cali hoài mà chưa từng thấy mà. Bữa nay thấy luôn. Nè, ngon không Cường? Ngon. Chú Sơn đi ra nè, đi chuẩn bị đi lên lấy đồ. Đi lên. Lấy đồ lấy tiền luôn. Không có tiền, cho đồ ăn quần áo vậy thôi, không có tiền. Có cái banh football không? Banh football xuống tập đá. Banh football ở đâu? Trời. Hả? Cung cấp tới banh football luôn hả? Football có cái banh nữa. Đây nè anh Cường hỏi nè, bữa hổm anh có chứng kiến ông Tùng chết thiệt không? Ông Sơn chứng kiến hả? Tại vì người nhà không có biết. Mà Hằng nghe Hằng nói chết rồi, nói phải không vậy? Hằng nói thì giờ nghe chú Sơn kể nhưng mà đâu biết phải hay không. Chết rồi, hình như bữa mình xuống mình đi ngang qua đây với cái anh Nhật mà hồi xưa mấy chục năm quen ở đường anh thì bên anh ấy thì bên anh chú Sơn ơi qua đây ổng dung cũng ra đây coi mà thấy nó chạy xe lên xuống không, nó tấp nghe tiếng động nhỏ nhỏ nó chạy xe gì, nó đẩy chiếc xe mà băng ca để lướt qua giữa hai mình làm biết là tôi nghi mà đó không thì bằng đi vào bước tới xong coi như là có đẩy cái chiếc xe băng ca để đẩy xác lên để đẩy xác lên nó chứ xuống tìm gì ở đây. Rồi tôi biết rồi, ngay rồi cái anh chạy rồi anh chết rồi.
là anh thấy đẩy xe băng ca xuống. Đẩy xe băng ca xuống. Nó cho mình biết vậy mà cũng đúng giờ rồi là nó cho thấy luôn chứ cho biết gì. Ừ, ông Quân nói nằm ngay cái đường, ngay cái đám xài chỗ kia chết kìa. Ờ, chỗ cây đó. Thì chú Sưng nó chết 100% rồi. Nếu vậy thì bây giờ á, kêu người nhà gọi vô chỗ âm ba lanh cái ngày mà vào khoảng ngày mấy mà nó xuống đây nó chở một người chết. Thì có thể người ta biết. Mình hỏi ra là chỗ âm ba lanh nó chở nè, điện thoại gần cái khu vực đây nè. Là biết vậy. Ai biết hết hả? Người nhà còn không biết nữa. Người nhà đó, người nhà ổng ở đâu lần? Mấy người bà con quen biết ở đây, bữa kia gọi hàng nói tính gửi tiền gặp chú Tùng cho ổng lần 20 đồng. Cái nói trời ổng chết rồi. Mà không biết thiệt hay giả thì chú Sưng nói thôi. Nghe chết thiệt hả? Nghe Sưng lắc ổng. Ừ thì chú Sưng nói là nắm lắc rồi, nó như mà nằm nhăn răng. Nhưng mà cái đầu nó quay theo. Hơi ghê. Cứng ngắc rồi. Ờ cứng ngắc à. Rồi kêu xe chú Sưng ơi. Tao đi ra đây thằng hỏi coi. Tại vì nếu hỏi có phải chú Sưng chứng kiến thấy mà chở xác không đi luôn không? Ổng lắc chết rồi con. Ờ. À, thì nghe ổng nói chết thôi chứ mình đâu biết là. Nó chết rồi đúng rồi. Tao đi ra đây coi nè. Nó chết rồi. Không chết nhưng mà chú có thấy là xe tới chở cái xác ổng đi không? Chú có chứng kiến không? Cái bên nó chở mà. À mà lên tới đây chở xác ổng đi luôn. Ờ. Ờ coi như là đã xe tới lấy cái xác ổng đi luôn rồi. Ừ. Cái đó là nào chỗ góc nào đó? Ờ góc đó chắc chắn phải không? Ừ. Tại vì người nhà không có biết. Nó chết mà cái giò nó co vậy nè. Co lên một giò. Không co lên hai giò rút lại hả? Ờ. Coi như nó cứng đơ rồi rút cái giò theo vậy luôn á, phải cứng không? Đơ rồi. Ờ. Coi như là không có còn âm lên tới là không có nhúc nhích gì hết. Là nó không còn nữa thì mới gọi mấy cái ông dọn như này nè. Rồi mấy ổng mới kêu gọi ăn. Ờ. Lấy rụm xác. Ừ. Ăn cái gì vậy? Kẹo hả? Đeo khẩu trang làm gì vậy? Hả? Đeo khẩu trang chi vậy? Cái nào? Hả? Thôi đeo gì nữa. Cô biết gì nữa đâu chóng. Dở ra coi nãy giờ làm chuyện mờ ám gì trong đó. Ám đâu dọn dẹp. Ờ dọn dẹp thôi hả? Nó chết rồi. Có cái bụi nhí vậy. Ai cho? Bụi nhí. Ai cho gì? Ai? Ai cho gì? Rồi gì? À, chú hỏi cái gì ai cho gì? Bụi nhí, ông có bụi nhí hả? Ồ, con gì đẹp lắm. Tên gì? Có. Con gì đẹp lắm, ngang ngửa em á. Mễ hả, Việt Nam? Ngang ngửa em luôn hả? Không có đâu hả? Ông vẫn chơi. Ông vẫn chơi hả? Phải không? Người ta nói thiệt chứ vẫn chơi gì? Hả? Không biết phải sao. Rồi cái này đây rồi mình phải lên xanh ba lo tổ chức mình mấy tuần lễ mà về mất giấy tờ, không biết bị cái bệnh gì mà đem giấy tờ về mất. Rồi bây giờ không ngại mấy bà chị có đi kiếm anh vụ cái này không? Không ai kiếm luôn. Có bà chị rồi bà chết rồi, còn một bà chị kế ba với bà chị chung á, chị chung hai vợ hai chồng. Mấy người này nói giỡn thôi, giờ có gia đình mà cũng như không có. Ừ. Chị em gì, chị anh em gì cũng có luôn. Mà ừ. Nằm bệnh viện thì nằm mình thôi. Ô bà con ở đây với hàng xóm với Santa nào đó Santa tôi bà con đây quen đầy hết luôn. Ừ. Tới xịt luôn, tới xịt. Bây giờ nè, ông hỏi bà chị cái vụ thẻ xanh đi. Rồi làm thẻ xanh lại thì làm đi, mai mốt tôi cứ đi Việt Nam tôi dẫn về cho ông chơi mấy tháng là ông hết khùng à. Tại vì bển chơi dưới quê đó đâu có gì đâu, là sạch sẽ lên hả. À. Vậy chơi vui hết khùng à. Cô đi Việt Nam á, dẫn đi nhớ gọi tôi nha. Tôi dẫn cho đi, nhưng mà ông có tiền á, ông phải tiện lại để mua vé rồi tôi mới dẫn à. Tại ông có tiền mà. Ừ. À, ăn không đủ rồi sao. Nên là chú Sưng muốn đi Việt Nam á, là chú Sưng á, khi đợt con đi con cũng dẫn cho đi, nhưng mà chú Sưng phải tự mua vé. Chú Sưng có tiền mà, đừng ở đây chơi nữa, đi Việt Nam chơi vài tháng. Thiệt chứ. Đi lại cái mùa đông này ngon nhất nè. Ở Quế hồi đó mình ở gần Quế mà không về ở Đà Lạt mà là Quế. Là chú Sưng là biết bao nhiêu năm rồi đâu đi về Việt Nam gì hồi xưa tới bây giờ đó. Quế chứ đâu quên rồi. Hồi xưa tới bây giờ đó ông. Quế với Hà Nội chưa đi. Rồi giới thiệu anh một cô bạn gái nữa. Nè hồi không có chúng anh, không chúng anh đừng lo. Cái gì đó hồi cái đợt nhớ mà chú Sưng có một cái cô đó bên Việt Nam.
cổ thấy chú Sơn, cô chú Sơn nhớ, cô chú Sơn có nói chuyện điện thoại với cổ không? Nhớ chưa? Nhớ. Nhớ không? Nhớ thôi. À, thích cô đó không? Cô đó nói là về ở với cổ luôn, cổ lo luôn. Ừ, có mà. Không chịu để tôi nha. Ừ. Đó, đây nè, có người trên bờ mua mua bia xuống cho uống nè, sướng chưa? Uống rồi. Mua bia xuống đây nướng barbecue rồi ngồi nhậu với mấy ông này sướng quá. Đem xuống đồ, đem hot dog xuống nước. Uống bia nhậu, uống bia nhậu kẹo. Nước kêu. Đó, mọi người ăn cay. Xong rồi đó, giờ còn đây nè, có muốn ăn nữa nướng nè. Trời ơi, cây này ăn dinh dưỡng không no thấy bà luôn. Như vậy rồi, cắn lâu. Coi xuống không cắn tình đó. Trời ơi, sao ổng cà quẹo cái tám điệu dễ sợ luôn á. Anh có thấy ổng điệu không? Thấy em mỗi ngày. Hả? Ổng đâu có thích phụ nữ đâu. Dám à, thiệt, ổng không thích phụ nữ. Chứ ổng không thích phụ nữ, tóc cũng dài rồi. Ổng không thích phụ nữ. Tóc còn ngắn, ổng vẫn còn thích phụ nữ. Phải không, chú đâu thích phụ nữ đâu, thằng hiểu mà. Thích gái không? Trời, chuyện đời tư mà cũng hỏi nữa. Chuyện đời tư cái gì đâu, đời tư. Thằng cũng biết hết trơn chú à. Sao hẳn biết. Bây giờ ổng không? Không thích phụ nữ mà ổng thích con gái rồi mới chết nha. Ừ. Thích không? Có thích không? Gái người không thích. Mấy ngày rồi bố của ông, 4 năm ông. Vậy sao đó chú ngủ với Thiện? Ông dưới đất không? Vậy sao đó chú ngủ với Thiện? Ở dưới đây con trai bạn nhau ngủ đâu có gì lạ đâu. Con trai với con gái ngủ mới không lạ. Mà con trai với con trai ngủ mới lạ chứ. Còn con trai với con gái ngủ chung với nhau là không có lạ. Cái đó là bình thường. Con thấy con gái ngủ với con gái một đống kìa. Gái ngủ với gái một đống hả? Con gái ngủ với con gái thì cũng không có bình thường. Phải không? Mà chuyện đó giờ đâu có gì cũng bình thường. Nó bình thường. Bình thường như con trai ngủ. Con trai con gái có ngủ chung với nhau á. Là cái đó bây giờ là thời xưa thôi. Thời bây giờ thì nó bình đẳng rồi. Không còn cái phân biệt là cái giới tính gì nữa. Thì đó về xã hội mà ngủ chung đi. Thì không? Lòi ra đó xã hội ngủ chung à. Bây giờ ngủ chung đi. Là coi như ổng thích trai đẹp ổng mới ngủ nha. Trai không có đẹp ổng không có thích đâu. Ổng thích gái đẹp ổng ngủ à. Gái đẹp ổng không có thích. Ổng thích mà thanh niên đẹp lắm. Ông nói cho nên là bây giờ gái đẹp ổng ngủ. Không có đâu. Ổng thích có ông Cường á, thích gái đẹp thì tôi tin. Ông Cường là quỷ đó, thích gái đẹp lắm. Nhưng mà chú Sưng không có thích gái đẹp mà chú Sưng thích đàn ông đẹp lắm. Hiểu mà, thằng hiểu hai không? Sưng. Phải chứ. Là có. Trời ơi, chú mà giấu con chứ. Chú cháu mình hiểu quá. Làm gì mà có chuyện đó. Giấu làm gì trời. Làm gì có chuyện đó. Mấy ông về quánh pizza có nhiều ông có về đẹp lắm á. Người không được á. Hồi về quánh pizza lắm mình quánh còn sảy còn vậy đó. Có giờ đẹp á quánh không sảy mình nổi đó. Ừ. Đã luôn rồi, rộng phê luôn rồi. Đó, giờ bây giờ ăn là uống bia có quậy không? Không. Hả? Đi về rồi có nhiều khi một đi. Một lần đó. Nói chứ sỉnh xiết vậy đâu quậy. Phải hả? Không? Đâu có uống bia đâu, đâu biết uống bia đâu, uống rượu không à. Ừ. Uống whisky, jammy gì rồi rung tung á. Whisky, trà mi. Trà mi mà không biết uống được đáng nhiều lắm. Đó, mấy cái xài nè. Hả? Cái này mùa mưa tới nha, rồi gắn gít nó bò ra nha, ghê lắm đó, mở gì đây nè. À. Có con rắn nhỏ nhỏ chút xíu à. Ừ. Dạ, không biết có độc không biết hả? Độc chứ. Có hả? Ừ, độc, cắn là chết á. Ừ, ghê. Mà, cắn là tới chết đây à. Nó ở đâu ngoài cái đồng vàng vàng á. Rồi thôi, đi ra lấy đồ. Đi không hay ai với ai đi nè lấy giày để dưới đi cái giày mang mấy bữa giày nhiều lắm để không có giày cái thằng gì nó cho nó giày đẹp để trong đó chưa kịp mang cái mấy cha đồ rác tới đổ hết luôn rồi. Ừ, cha, đổ nó dọn là ổng hút sạch sẽ hết của ổng rồi. Đôi giày mới rồi nhớ chưa mang cái để nó giày tay á giày đi chú Sơn ơi đi ra đi thằng lấy quần áo lấy đồ ăn cho lấy quà. Ừ, lấy quần áo lấy đồ ăn lấy có mì đồ để tối lạnh rồi nấu rồi hít cũng được. Đấy tôi Sơn. Vậy thôi ha. Thêm nhà ba anh. Rồi đi ông Cường ơi. Anh không lên nè. Nè anh mé ơi cầm đi mé. Mình đi mua đồng bì uống. Uống phú lâu. Hả? Phú đi lên nè. Để không có ai phú đâu. Muốn gì? Để mua sao? Phú sữa nào? Bì đỏ.
Phúc đi đâu rồi? Phúc đem đi rồi. Đó, thấy trong đây có bụi, trong bụi, trong kia kìa, trong cây kìa. Đâu? Này, đứng thấy có cây mà. Ở đây thôi. Đi xuống kia kìa. Đâu thấy? Đâu chứ chạy xuống ai? Cây bên kia cái gốc cây kìa, mới đi xuống đó. Không? Phải không? Đâu mày ngựa xuống ôm gú đi mày rồi nhé, ôm gú đi đi về quê ở luôn rồi có. Lò than á. Nè này là hút về tới lò than hả? Này lò than chứ còn gì nữa. Trời ơi, nó kìa. Đó, mấy cây nó cháy thành than nè. Này là lò than, vậy là ông đi lượm đồ rồi đó. Lượm đồ rồi. Vậy đây nữa nè. Lượm vậy đây chiếc xe gỗ. Trời ơi. Chuẩn bị đóng đồ gì ở đây đó. Ừ? Đóng gì ở đó. Ừ. Để nó đóng chạy á, đóng chạy nghỉ dưỡng. Thôi đi lên đây luôn nè, dễ lên nè. Ủa ông Cường đi lên đó làm chi vậy? Ông Cường cũng đi theo đi xuống luôn. Rồi nè, cái cây này ha, nếu ban đêm mà đi không thấy á, thế nè, mà nó chọt cái là chết rồi chú Sơn. Ừ. Lúc sau là cũng để gãy. Ừ. Vậy không cần? Để gì nguy hiểm. Cái mày không sống nè, lang thang đầu này đầu kia trong rừng, này, ngồi đầu này đầu kia chơi vậy đó. Ê, tôi nói là đi làm thẻ xanh lại đi. Rồi mai mốt tôi về Việt Nam tôi dẫn về, tôi hãy ở dưới quê cho ở chứ. Chứ ở dưới đã luôn. Đi bắt cá mò cua. Phải bắt cá mò cua không? Về đi săn bắn bắt cá mò cua. Ừ. Thôi mà về đó làm gì, về cưới vợ hả? Ừ. Muốn không? Không mà vợ đâu, cưới cha nội. Đâu biết đâu, nó giỡn chơi chứ ai biết đâu. Anh về anh tỉnh thì mới có người ta thương anh chứ. Anh về thăm ông bác mày á, ông bác ở Hà Nội ông về á. Mà ông biết ông chết rồi còn có con trai ông mới. Đó rồi, đó. Rồi sao rồi? Rồi đi nè chú Tâm.
Bỏ vô cây làm gì để khói đốt hả? Ủa, ông có dưới đó hả? Có không? Có không? Hả? Cái gì vậy? Ông cho cái bà gì rồi, cái bà có cái gia đình lái xe chở không, cái chân cầu nó đảo xuống bỏ đồ lắm con hả? Đậu rồi. Lít của tôi đó mà không lái nữa. Lên cổng bên xuống ơi. Ông cổng ở nổi mà. Vậy hả? Mấy năm trước có cổng không? Có luôn hả? Vậy mấy năm trước là ông cổng phải đi. Cổng đi đâu? Cổng đi về mua theo. Bà chửi kìa, cổng về mua theo. Ơ kìa, bà chửi kìa. Khách sạn năm sao mà đi. Chửi à. Chọc bà chửi cổng nhiều khách sạn năm sao. Cái thằng năm sao ở đâu mà ông Cường cổng bả đi tới nổi vậy ta? Khách sạn năm sao. Trời, anh mía lụm đồ nữa kìa. Lụm gì anh má? Trời ơi. Học trò lò. Ờ, học trò lò. Hả? À hả? Cái gì vậy? Cái đi đâu sexy quá vậy thầy? Rồi đứng dậy, đi qua lấy đồ ăn. Đi gì thầy ơi? Ủa mặt trời có cái tia gì đẹp vậy? Mặt trời sao quay vô thấy có cái tia gì đẹp quá. Đây nè. Ồ quay ra thấy có một cái tia sẹt xuống đẹp quá vậy. Ngộ vậy nè. Thấy không? Thấy không? Lúc. Thôi vậy à. Ngộ ha. Kìa xe bên kia, mé xe đây chị thấy đi lên đó đi để security nó thấy. Đi đâu cả. Cô hộp đồ gạo vậy nè, trước lấy gạo không? Không. Không lấy gạo, nấu cơm hả? Không. Ờ, gạo nè anh Cường ơi. Mấy tiếng đứng... cái mũ à. Cái mũ đập. Cần mũ đó. Cơm bông. Hả? Cơm bông. Nè anh Cường, lấy nguyên vỏ đi anh Cường. Rồi lấy bọc khác đựng mì, chú Sơn ơi, lấy mì nè.
ăn cơm tại bán không? Tại bán ngon lắm á. Cơm tại bán hả? Anh muốn ăn hả? Không có tiền thì mình mua vô mua. Chút ơi. Anh có tiền không? Có tiền mua không? Không biết thứ mấy rồi đó. Ngày thứ khi nằm mà lấy này cái thùng kia nó đang khóc ngang khóc sáu lon đây cho chú sáu lon ăn cơm đó rồi. Ủa không lấy bịch gạo hả? Lấy bịch gạo không có con. Ồ, bánh hết rồi, để ngồi dục ở đây luôn. Chị Thủy ơi, chị Thủy ăn ấy không? Lấy gạo không? Lấy gạo hả? Lấy gạo lấy đồ hộp không? Chị Thủy thì thích chip. Cà phê, ok, có. Rồi, khui cái thùng cà phê. Thùng cà phê này là cái thùng này, hồi bữa là cái thùng cà phê người ta làm từ thiện người ta cho. Đâu rồi? Lấy cái gì khui trời? Mấy ông có cái cây gì sắc sắc để khui cái này được không vậy? Đừng nhớ cho tôi đi. Ờ cho đi, bà lấy vô bà hơn. Để bà lấy vô bà làm gì đó bà đốt. Nè móng tay chú thân cạo này xé ra con lấy cho bà cho. Cho chị Thủy lấy đồ ấm bận nè. Thủy ơi. Đó chút cho bà lựa cạo đi. Anh Cường lấy mì cho. Nè, con Cường bọc này nè, để bỏ cà phê vô cho thêm nè. Còn bọc thì người ta hết nấm cái này đây. Mấy có chìa khóa phải không? Kìa ổng có chìa khóa kìa, đưa ổng đi. Rồi nè, nắm đi. Ủa trong đó có bịch nữa hay gì vậy? Tay chân đau làm đó không được. Cái này chú Sơn cho chú Sơn đi. Trời ơi cái này dày đẹp đẹp không à.
Ngon số mấy vậy? Chắc cái nhỏ, nó nhỏ đó. À, chắc đôi giày nó nhỏ. Đôi giày nó không vừa đâu. Cái vớ bự bự đó, có bự đó. Cho chú Thương không còn bận được nè, đó mấy ông lại thích chị nè. Ê, đó. Ê, đó, ông
con đâu thích vậy đó, lạ lắm. Mỗi người thích con cái. Anh Mía nói đồ đàn bà mà, tôi nói nhưng mà không thích. Không có chị, tôi kiếm à, thật nghiệp, để cho em kiếm riêng cho chị. Hỏi hả? Ta để coi chắc kịch ở đây, bên đây còn nè, cho em kiếm riêng chắc kịch không? Anh Cường có quần rồi ha, có áo rồi ha. Nè, chị thấy ai đồ bán này nè, cái này nè. Mùa lạnh tới rồi, bà cầm mấy cái này nè. Đó, cái này là của tay của chị đó. Rồi. Áo mưa đó, vừa. Áo mưa đây đó. Đây nè, nguyên bộ, cút dây quần cho cút con. Nguyên bộ nó áo mưa rồi. Có mùa mưa tới bận vậy đó. Còn Cường nè. Quần à, nè, áo này mùa mưa tới bận nè. Đó, mà mùa mưa được. Mưa tới đang có mà lạnh mà chưa vô mà bận. Rồi, lấy nhiều quá rồi, cái dục hết trơn à. Đủ rồi ha. Đem cái áo lạnh đó không? Có lắm cái áo rồi nó ta. Đó đó con lên lại. Không có dục nha, để vô bỏ vô bác hả? Bỏ vô vỏ bọc, có bọc không vậy? Mấy ông có bọc lấy gì được. Vậy lấy áo vậy mà. Mấy bọc bự bự cho mấy nha. Đúng quá, lấy tiền ăn. Mày còn không lấy gì. Cho lấy vỏ bỏ vô. Bỏ mấy đứa dép vô. Cái đó không to. Không bận hả? Cho lấy cái đấy cho mất. Bỏ lại cho người khác. Hay da. Lấy tiền nữa. Cho đây cái vai đụng cũng kéo được gì hết. Không dễ tán một bữa nữa. Có nhà nào tụi bay cũng chết hết rồi. Rồi ôm vô đi. Ôm vô cắt được không? Vô đem đốt hết nha cha nội. Hay đem vô dục đốt hết là mùa lạnh tới cho không luôn nha. Ờ áo đàn ông mà. Bận vậy là đẹp rồi đó. Đẹp ơi, có đồ ấm nữa. Còn cái áo là để mưa mặc á. Nít vô chi 3-4 cái nó nóng gần chết. Rồi ông này làm gì vậy? Rồi sao thích về còn làm gì vậy? Ông nào cũng tưởng tưởng trơn à. Rồi, rồi chị Thủy sao bỏ chỗ đó vậy? Hả? Bà sao? Bà đâu rồi? Bà đi rồi. Bà ôm đồ bà đi rồi mấy thùng giấy bỏ đó hả? Ờ bà bỏ đó ngồi bà ra bà lấy để bà đốt đó. Để tối bà đốt. Rồi cảm ơn cô Hằng. Ok chú Xuân. Thank you. Rồi vô welcome. Merry Monday. Ok rồi về đi. Rồi có đồ ăn có đồ bận có mền đắp rồi. Vậy về đổi đôi giày để giục đôi giày đang mang chân đi gách hết rồi. Ừ. Đồ cho không? Gặp nó cho chứ không thấy đó, ổng cũng giục bỏ hết à. Mà cho ổng, ổng cũng có bận đâu. Ổng là chỉ có một bộ thay nha, rồi xong có là thay khác nữa chứ. Nói mà cho ông Phúc lựa một bọc xong rồi giục chân à. Giục y vô một cái đống rác vậy, cái đó là cái tật đó. Ổng không có phải giống người ta mà ổng xin về rồi ổng biết ổng để dành, ổng có.